Xin chào các bạn, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn và các bác đã xem video này của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn và các bác một sản phẩm nữa của chúng tôi. Sản phẩm này đã được chính thức đăng lên trên trang web là hangtoi.com. Đó là sản phẩm tạo dày nhím. Các bạn và các bác ủng hộ tôi thì bằng cách là hãy vào trang hangtoi và tìm chữ dạ dày nhím thì sẽ có cái bài viết về cái dạ dày nhím này. Do cái nguồn tài liệu về cái dạ dày nhím thì cũng có hạn, cho nên chúng tôi chỉ tổng hợp được một số ít các cái tài liệu. Các bạn và các bác nếu mà những ai là lương y hoặc biết về tác dụng của dạ dày nhím thì xin hãy cứ comment vào phía dưới ở cái bài viết này. Chúng tôi xin lắng nghe các ý kiến đóng góp của các bác. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu về cái tác dụng của cái dạ dày nhím. Cái dạ dày nhím nó có cái tác dụng là chữa đau dạ dày và có tác dụng là chữa bệnh trĩ. Ngoài ra thì còn dùng để chữa các cái bệnh phù nề và hoàng đản. Tác dụng về chữa bệnh trĩ và chữa cái bệnh hoàng đản thì đã được ghi trong cái tài liệu của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, các bạn có thể xem ở cái trang 1024 và 1023 về cái con nhím của trong cái tài liệu những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi. Trong cái tài liệu này đã nói rõ về một số cái tác dụng như tác dụng về chữa nòi rom chảy máu và chữa thủy thủng, cổ trướng, hoàng đản. Thì trong bài viết của chúng tôi đã ghi lại cái tác dụng cụ thể hơn cho các bạn để các bạn có thể xem. Về con nhím thì nhím là loài thú lớn nhất trong cái bộ gặm nhấm. Đặc điểm của nhím là cái bộ da nó mọc tua tủa những cái lông châm. Các bạn có thể xem trên cái hình này, lông châm cũng nhỏ. Người ta thường có quan niệm sai lầm là nhím có khả năng bắn cái lông châm này vào kẻ thù. Thực tế khi gặp nguy hiểm thì nhím chỉ dựng cái lông cứng và sẽ đi giật lùi vào kẻ thù để cái lông này cắm vào kẻ thù đau, kẻ thù không tấn công nữa. Các bạn có muốn biết chi tiết thì có thể đến những cái trang trại nuôi nhím. Hiện nay nhím được nuôi khá nhiều. Nhím thì sống hoang ở miền rừng núi nước ta, nó gây hại phổ biến với một số cây lương thực ở miền núi. Người ta thường săn bắn nhím để ăn thịt, dạ dày và gan, hơi sấy khô để làm thuốc. Tác dụng, công dụng của dạ dày nhím. Theo tài liệu cổ, dạ dày nhím có vị đắng, ngọt, tính bình vào hai kinh, vị và đại tràng. Có tác dụng lương huyết, tức là làm mát máu, giải độc và làm hết đau, chữa trĩ lão ra huyết, dùng trường hợp trĩ nòi rom chảy máu, di tinh, nôn mửa, lịnh ra máu. Thông thường thì người ta hay dùng dạ dày nhím cho các cái bệnh như sau: một là chữa nòi rom chảy máu. Dạ dày nhím sao phồng thường là sao với cát hoặc sao với hòa thạch, rồi dây bỏ hòa thạch dạ dày nhím tán thành bột để dùng dần, mỗi lần dùng 10 g, dùng nước sắc hoa hòe để uống. Hoa hòe thì dùng 30 g, đun với 500 ml nước, đun sôi để nguội, ngày uống 3 lần, mỗi lần 10 g. Dạ dày nhím và một cốc 150 ml nước sắc hoa hòe. Ngoài ra còn dùng 50 g hoa hòe đun với nước và cho vào 20 g phèn chua để rửa mũi trĩ, nên rửa ngày 2-3 lần. Đặc biệt là các bác mũi trĩ sau khi mà đi vệ sinh xong thì nên dùng với nước sắc hoa hòe cho một ít phèn chua vào nữa để rửa cái mũi trĩ. Việc này thì đã được lương y Hoàng Duy Tân nói rất rõ trong cái video tác dụng hoa hòe của chúng tôi. Các bác có thể mở cái video tác dụng của hoa hòe, trong đó có đoạn lương y Hoàng Duy Tân nói về tác dụng của hoa hòe, tác dụng chữa trĩ này. Chữa thủy thủng, cổ trướng, hoàng đản thì dạ dày nhím đốt tổn tính, mỗi lần dùng 8 g hòa với rượu uống. Cái dạ dày nhím đốt tổn tính này như thế nào? Có nghĩa là các bác sẽ cho vào một cái bọc gì đó, các bác đốt
lên toàn bộ cái dạ dày nhím đi, đốt còn tính đốt nó gần cháy ra. Thì các bác sau đó thì dùng hòa rượu uống. Thường thì người ta có thể là dùng để bọc cái đất xung quanh cái dạ dày nhím này, bác lấy đất bọc xung quanh cái dạ dày nhím này, sau đó là các bác cho vào lửa, các bác nướng lên. Nướng thì trong vòng khoảng 1 đến 2 tiếng, khi nào mà cái đất của bác nó thấy khô cứng lại hoặc có thể gần như hồng lên rồi thì cái dạ dày nhím bên trong bắt đầu sẽ cháy, và lúc đấy thì mang ta dùng. Ngoài cái việc chữa thủy chúng cổ trướng hoàng đản bằng cái dạ dày nhím này thì các bác có thể dùng một loại cây nữa, đó là cái rễ cây xoài. Các bác dùng cái rễ cây ấy. Dùng cái rễ cây xoài, các bác lấy cái vỏ rễ thôi, bác đun nước uống thì nó sẽ chữa được cái thủy dũng cổ trướng và chữa đau dạ dày bằng dạ dày nhím. Dạ nhím thì để nguyên cả thức ăn bên trong, để nguyên cả cái dạ dày này các bác nhé. Xong đó thì sao khô tán bột với trộn với mật ong. Cái sao khô tán bột này thì thông thường cái dạ dày nhím thì đã bán thì nó đã khô rồi, các bác muốn sao thêm thì các bác cho vào cát nhé, xong cho vào chảo đun nóng rồi đặt cái dạ dày nhím lên trên giống như gặp da ngô. Sau đó thì ta tán bột cái dạ dày nhím ra trộn với mật ong, mỗi ngày dùng 3 thì 3 lần, mỗi lần một cái thìa nhỏ. Ngoài ra thì có thể dùng chữa đau dạ dày bằng một cách nữa là các bác có thể dùng cái quả chuối xanh ấy, ăn cả quả cả vỏ nhé, ăn vào buổi sáng, ít nhất là ngày ăn một quả thì các bác ăn trong vòng vài tháng thì dạ dày của bác sẽ rất là ổn định. Các bác có nhu cầu mua cái dạ dày nhím này thì liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại là 0932340345, số điện thoại đang hiện trên màn hình của các bác ấy. Xin cảm ơn các bác đã xem cái video này của chúng tôi và mong các bác đóng góp thêm để chúng tôi biết thêm được về cái tác dụng của cái dạ dày nhím. Xin cảm ơn các bác, và các bác nhớ đăng ký cái kênh để xem được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.